Xin kính chào quý vị và các bạn. Phương Thúy rất vui khi lại được đồng hành cùng quý vị trong phần bản tin của kênh Tin Mới. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh nhất và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Bão Lekima tấn công Trung Quốc. Kính thưa quý vị, bão Lekima đổ bộ vào miền đông Trung Quốc rạng sáng thứ Tư với sức gió gần 190 km/h, buộc nước này phải sơ tán khoảng 1 triệu người tại tỉnh Chiết Giang và thành phố Thượng Hải. Theo đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, sáng thứ Tư, bão Lekima đổ bộ tỉnh Chiết Giang với sức gió gần 190 km/h. Dù bão đã suy yếu khá nhiều trước khi đổ bộ đất liền, nhưng vẫn có sức tàn phá ghê gớm. Tại miền đông Trung Quốc đã xảy ra một trận lở đất khiến giao thông gián đoạn trên diện rộng. Thống kê tạm thời có 18 người thiệt mạng và 14 người mất tích. Theo CCTV cho biết, hơn 250.000 người dân ở thành phố Thượng Hải và 800.000 người ở tỉnh Chiết Giang phải sơ tán, trong khi 2,72 triệu hộ gia đình ở tỉnh Chiết Giang bị mất điện. Ngoài ra, mưa bão gây sạt lở đất đánh sập 200 ngôi nhà ở 6 thành phố thuộc tỉnh Chiết Giang và 66.000 hectare đất nông nghiệp bị phá hủy. Hàng ngàn chuyến bay trong ngày thứ Tư đã bị hủy ở miền đông Trung Quốc, bao gồm hầu hết chuyến bay tại hai sân bay lớn ở thành phố Thượng Hải. Các doanh nghiệp ven biển ở tỉnh Chiết Giang hiện đã đóng cửa hoàn toàn. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc cảnh báo về nguy cơ cháy, nổ và rò rỉ khí độc tại các nhà máy hóa chất cũng như lọc dầu. Tại Đài Loan, dù chỉ chịu ảnh hưởng gián tiếp của hoàn lưu bão, nhưng nhiều chuyến bay phải hủy bỏ, đồng thời làm gián đoạn hoạt động của các doanh nghiệp trên hòn đảo. Nguồn tin của AFP, Cục Hàng không Dân sự Trung Quốc cho hay, 625 chuyến bay tại Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu, Thâm Quyến và Thành Đô đã bị hủy. Theo CCTV, hiện bão Lekima đang di chuyển về phía Bắc với tốc độ chậm và dần suy yếu. Gần 200 chuyến tàu đi qua tỉnh Sơn Đông đã bị đình chỉ cho đến đầu tuần tới. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Trung Quốc ngày hôm qua đưa ra cảnh báo màu cam, mức cảnh báo nguy hiểm thứ hai sau cảnh báo màu đỏ được đưa ra hôm trước đó một ngày. Bão Lekima được dự báo tiếp tục đổ bộ vào tỉnh Giang Tô sáng nay theo giờ địa phương, xoay quanh biển Hoàng Hải trước khi tiếp tục di chuyển về phía Bắc và đổ bộ trở lại vào tỉnh Sơn Đông. Số người thiệt mạng đã tăng lên 30 vào hôm thứ Năm, 18 người mất tích và hơn 1 triệu người buộc phải rời bỏ nhà khi bão Lekima tiến vào Trung Quốc hôm thứ Tư. Đài BBC đưa tin bão Lekima bắt đầu đổ bộ vào Ôn Lĩnh, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào ngày hôm qua. Cơn bão ban đầu được cho là siêu bão nhưng đã yếu đi một chút trước khi đổ bộ. Lekima là cơn bão thứ 9 đổ bộ vào Trung Quốc từ đầu năm đến nay, nhưng nó là cơn bão mạnh nhất được thấy trong nhiều năm. Ban đầu, Trung Quốc đưa ra mức báo động màu đỏ cho cơn bão, nhưng sau đó nó đã hạ xuống mức màu cam. Theo như Reuters cho biết, tại thị trấn Dajing ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, vào ngày hôm qua, ô tô ngập trong nước lũ sau khi cơn bão Lekima tấn công. Tân Hoa Xã cho biết, cơn bão đã phá hủy hơn 173.000 ha hoa màu và 34.000 ngôi nhà ở tỉnh Chiết Giang. Chính quyền tỉnh ước tính thiệt hại kinh tế do bão gây ra là khoảng 14,57 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Do tấn công của cơn bão, một vụ sạt lở nghiêm trọng cách thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang khoảng 130 km về phía Bắc, khiến cho nhiều người tử vong và 10 người được báo cáo mất tích. Nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát của các tòa nhà bị hư hại. Cơ quan chức năng đang khẩn cấp cứu hộ những người lái xe bị mắc kẹt do lũ lụt và tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát của các tòa nhà. Cây đổ và tình trạng cắt điện lan rộng, khoảng 800.000 người dân ở tỉnh Chiết Giang được sơ tán, ước tính khoảng 2,7 triệu ngôi nhà bị mất điện khi các đường dây điện bị hư hại do gió lớn. Nhà chức trách đã hủy hơn 3.000 chuyến bay và các dịch vụ tàu hỏa. Tại Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, ngày hôm nay, các nhân viên cứu hộ đang sơ tán người dân bị mắc kẹt bằng máy ủi trên đường phố bị ngập lụt sau khi cơn bão Lekima tấn công. Hiện tại, các khu vực chịu thảm họa chủ yếu nằm ở các khu vực hội nhập giữa nông thôn và thành thị. Đây là những khu vực trũng thấp. Khi nước lũ từ các khu vực miền núi tập trung và chảy xuống, những khu vực này bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Phu Yong Liang, trưởng nhóm cứu hộ cho dịch vụ chữa cháy ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang cho biết.
Lê Kỳ Ma hiện đang đi qua tỉnh Chiết Giang và dự kiến sẽ tiến vào Thượng Hải, nơi có dân số hơn 20 triệu người. Thượng Hải cũng đã sơ tán khoảng 250.000 cư dân. Cơ quan khí tượng Trung Quốc thông báo, vào lúc 20 giờ 50 phút tối ngày hôm nay, bão Lê Kỳ Ma đã lần thứ hai đổ bộ vào khu vực Duyên Hải, quận Hoàng Đảo, thuộc thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, với tốc độ gió lên tới gần 83 km/h. Nhà chức trách tỉnh Sơn Đông cũng cho biết đến 4 giờ chiều cùng ngày, toàn bộ 26 con đập ở tỉnh Sơn Đông đều đã mở cửa xả lũ, khiến nước lũ ở 6 con sông trong tỉnh đã tràn bờ. Trong khi đó, thông báo của Trung tâm Khí tượng Quốc gia và Bộ Tài nguyên nước dự báo mưa lớn xảy ra tại các thành phố thuộc các tỉnh Sơn Đông, Hà Bắc, Liêu Ninh và Cát Lâm. Cho đến 5 giờ chiều nay, siêu bão Lê Kỳ Ma đã ảnh hưởng tới tổng cộng 6,5 triệu người tại các tỉnh Chiết Giang, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông và Phúc Kiến, cũng như thành phố Thượng Hải. Đến nay, đã có tổng cộng 32 người thiệt mạng và 16 người mất tích do bão. Trước đó, bão Lê Kỳ Ma đã đổ bộ lần đầu tiên tại thị xã Ôn Lĩnh ở Chiết Giang vào lúc 1 giờ 45 phút sáng qua. Lê Kỳ Ma là cơn bão thứ 9 và mạnh nhất trong mùa bão năm nay tại Trung Quốc. Cũng trong ngày hôm nay, Cục Văn hóa và Du lịch Thượng Hải thông báo, đến chiều nay, hơn 15 địa điểm nổi tiếng của thành phố như Công viên Hoang dã Thượng Hải, Trung tâm Thượng Hải hay Bảo tàng Thượng Hải đã mở cửa trở lại sau khi bão Lê Kỳ Ma quét qua thành phố và di chuyển theo hướng Bắc qua các tỉnh Giang Tô và Sơn Đông. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 70 điểm du lịch, danh thắng, thắng cảnh khác ở Thượng Hải vẫn phải đóng cửa, kiểm tra an toàn và dự kiến sẽ chỉ mở lại trong 2 ngày tới. Động đất ở trong 2. Quý vị thân mến, sáng sớm ngày 5 tháng 11, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã xảy ra ở trong 2 Ensan, Yansui và những nơi khác ở tỉnh Vân Nam, khiến hơn 15.000 người thiệt mạng. Động đất Thông Hai cùng với động đất Đường Sơn và động đất Vân Xuyên tạo thành 3 nỗi đau thương khiến hơn 10.000 người thiệt mạng ở Tân Trung Quốc. Trong số 3 thảm họa thiên nhiên này, trận động đất Tông Hai đã bị phong ấn trong 30 năm vì nó ở giữa cuộc cách mạng văn hóa và nó đã không được công bố rộng rãi cho đến năm nay. Cuộc giải cứu mang nhiều đặc điểm của cách mạng văn hóa hơn và nó đã trở thành một điều hiếm có, bi kịch trong lịch sử cứu trợ thảm họa của nhân loại. Vào lúc 1 giờ 44 phút ngày 13 tháng 8, một trận động đất mạnh 5,0 độ Richter đã xảy ra tại thị trấn Shijie, huyện Tông Hai, thành phố Yuxi, tỉnh Vân Nam. Tâm chấn tại vị trí ở 24,19 độ Vĩ Bắc, 102,71 độ Kinh Đông. Tính đến 3 giờ 30 phút cùng ngày, 18 ngôi nhà bị hư hỏng và sập ở các mức độ khác nhau. 5 người bị thương được đưa ra bệnh viện điều trị. Hiện tại, tinh thần và sức khỏe của họ đã ổn định, không có ai tử vong. Tâm chấn của trận động đất thị trấn Shijie cách huyện Tông Hai khoảng 9 km với tổng dân số khoảng 281.000 người. Ngày 5 tháng 11, một trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra giữa Tông Hai và Esan thuộc tỉnh Vân Nam, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản của người dân ở Tông Hai, Yansui, Esan, Hoang Ninh và Yuxi. Ở làng Uli, thị trấn Gaoda, huyện Tông Hai, độ sâu tâm điểm chỉ 134m sau chấn động chính. 12 cơn dư chấn có cường độ từ 5,0 đến 5,9 độ Richter đã xảy ra, gây sạt lở đất nghiêm trọng và các thiệt hại khác. Diện tích bị ảnh hưởng hơn 4.500 km2, là 15.621 người chết, 338.456 ngôi nhà bị sập và 166.338 gia súc lớn bị chết, thiệt hại rất lớn về người và của. Thiệt hại về kinh tế chỉ tính riêng huyện Tông Hai đã lên tới 2,7 tỷ nhân dân tệ. Tính theo giá so sánh, nó được đặt tên là động đất Thông Hai. Đây là một trong những thảm họa thiên nhiên lớn ở Trung Quốc trong thế kỷ này và là một trong 3 trận động đất lớn giết chết hơn 10.000 người kể từ khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chỉ đứng sau động đất Đường Sơn và động đất Vân Xuyên. Sau trận động đất, nhiều vết nứt trên mặt đất được phân bố dọc theo đứt gãy Kujiang từ phía bắc của núi Myeongbe ở quận Yansui qua Gaoda ở quận Tông Hai, Suchentian ở quận Esan, Dahaikia, Nubadian và trực tiếp đến chân thành phố Esan. Với một tổng chiều dài gần 60 km, phía tây bắc 500-600 nghiêng về phía đông bắc, góc nhúng 50-80 độ, tạo thành một vành đai khe nứt mặt đất rất lớn. Trong số đó, các khe nứt trên mặt đất chính không chịu bất kỳ ràng buộc nào về địa hình, trải dài qua các khe núi và gờ, phá vỡ nền đá dài vài km và chỗ rộng nhất có thể lên tới khoảng 20m. Ngoài các khe nứt mặt đất phân bố dày đặc dọc theo thung lũng sông Kuyang, cũng đã có nhiều vụ sạt lở đất ở một số khu vực. Hàng chục vụ lở đất lớn nhỏ đã xảy ra dọc theo thung lũng sông Kuyang, chặn dòng sông và phá hủy con đường. Ngoài ra, hiện tượng phun nước lẫn cát cũng thường gặp hơn. Có các nhóm lỗ phun nước và phun cát đơn lẻ hoặc giống như hạt. Xu hướng chung là đông bắc, phù hợp với xu hướng của đứt gãy Kuyang.
làng Yuhanjikan nằm cạnh một lòng sông khô cạn. Trong trận động đất, khoảng 260.000 mét khối đất đá đã tạo thành ruộng bậc thang trũng của đập ở phía đông nam. Toàn bộ con đập trượt 129 mét về phía đông và 200 mét về phía nam. Nơi con đập đi qua, mặt đất sụt lún hơn 2 mét và những cánh đồng như đậu phộng giống như bị dao cắt ngang. Gần 50 ngôi nhà của 16 gia đình ở ngôi làng ven sông bị sập khi nền đất trượt từ 100 đến 150 mét về phía đông nam. Xung quanh nó biến thành những rãnh sâu và rãnh to, trông thật kinh khủng. Có 4.438 người trong làng, 105 người thiệt mạng và 171 người bị thương nặng. Ở hẻm núi Kuyang bên ngoài cầu Đại Hưng, do sạt lở đất do động đất gây ra, một trạm bơm tua bin nước 3 tầng và 10 nhân viên quản lý đã ngay lập tức bị chôn vùi dưới lớp cát lăn. Đồng thời, các mảnh vỡ rơi xuống đã chặn dòng sông thành hồ và mực nước dâng cao hơn 4 mét. Sông đã làm ngập hơn 4.000 hectare đất canh tác ở lưu vực Kuyang, trở thành thảm họa động đất và lũ lụt lớn nhất trong lịch sử của Vân Nam. Quận Esan, nơi tiếp giáp với quận Trong Hai, có thói quen đi chợ vào ngày 5 hàng tuần. Chiều hôm trước, rất đông người từ các hướng đổ về chợ phiên hôm sau. Khách sạn 2 tầng chật kín khách, 1 tầng được kê thêm lối đi. Trong trận động đất, các tòa nhà bị san bằng, hầu hết hành khách thiệt mạng và hơn 200 người chết trong khách sạn. Học viện Công nghệ Côn Minh nằm trong trường cán bộ 57 trên con phố của quận, có 138 giảng viên đã chết. Tại trường trung học cơ sở Kusi, huyện Yansui, tất cả 168 trường học đã bị phá hủy bởi trận động đất và chỉ còn lại dàn mái của một ngôi đền cổ. Đêm đó là thứ Bảy, hầu hết giáo viên và học sinh đã về nhà. Trong số 147 người ở lại trường, 54 người chết vì sập nhà, 31 người bị thương nặng, 58 người bị thương nhẹ và chỉ có 4 người an toàn. Trong số đó, tại một khu tập thể nữ, liên tiếp 7 nữ sinh bị chôn chân dưới tường. Nguyên nhân của trận động đất là do địa hình và điều kiện địa chất khu vực này rất phức tạp, có các bồn địa, núi và thung lũng sông xuất hiện xen kẽ nhau. Các cấu trúc lỗi đan xen nhau, trong đó hướng Đông Bắc và Đông Tây là phát triển nhất, tiếp theo là hướng Đông Tây Bắc và Tây Bắc. Trận động đất xảy ra cả trên đứt gãy Kuyang theo xu hướng Tây Bắc. Sự phân bố cường độ của trận động đất trong hai có quan hệ mật thiết với vị trí của đứt gãy Kuyang. Xu hướng chung là càng gần đứt gãy Kuyang, cường độ càng cao và thiệt hại do động đất càng nặng. Đới Melomysmic phân bố dọc theo đứt gãy Kuyang trong một dải hẹp có xu hướng NPK ở thung lũng sông Kuyang với trục dài khoảng 52 km. Hầu hết các khu dân cư trong vùng động đất đều là nhà ở có kết cấu tường gạch, tường không nung, khung gỗ chịu lực cột gạch. Trong vùng cực động đất, nhà cửa với cơ bản đã bị phá hủy. Sau trận động đất, quân khu Côn Minh lập tức họp khẩn thành lập sở chỉ huy cứu trợ trận động đất. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình và để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.